Xin chào quý vị và các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân bóng Văn La của Hà Đông. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hướng về cặp đấu nội bộ của các cựu học sinh trường Trung học Thông Nguyễn Huệ K83 và K84. Lúc này thì trên màn ảnh của chúng ta đang là hai đội trưởng của hai đội đang cầm những bó hoa trên tay cùng với chiếc cờ lưu niệm. Và ở trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ áo xanh đó là đội bóng K83. Chính xác hơn, ở cặp đấu này thì các cầu thủ áo xanh sẽ là các thủ K84, còn các thủ áo trắng và quần vàng sẽ là K83. Họ sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Ngày hôm nay thì tới sân để theo dõi và dự khán trận đấu thì cũng có rất nhiều những cổ động viên nữ, những cựu học sinh và cũng từng là những người bạn của các cầu thủ. Đây cũng sẽ là một nguồn động lực để tiếp thêm tinh thần thi đấu cho hai đội trong cặp đấu ngày hôm nay. Một ngày mà thời tiết tại Hà Đông đang tương đối ổn định, trời không quá lạnh. Và trận đấu này cũng sẽ được chúng tôi gửi sóng và phát trực tiếp tới quý vị khán giả qua fanpage của Media Hà Tây. Và lúc này thì mọi thứ đã gần như là sẵn sàng. Và xin được chào các quý vị khán giả đang theo dõi trên nền tảng phát sóng của Media Hà Tây. Và trong hiệp đấu đầu tiên thì có vẻ như quyền giao bóng sẽ thuộc về K84. Và chúng ta cũng đang chờ đợi từ hồi còi của trọng tài chính. Lúc này thì ông trọng tài cũng đang nhai nốt chiếc kẹo cao su. Và như vậy thì hiệp đấu đầu tiên cũng đã bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi, chúng tôi xin được phép giới thiệu đội hình xuất phát của hai bên trong trận đấu ngày hôm nay như sau. Với cầu thủ K84, người sẽ đứng trong khung gỗ đó là thủ môn mang áo số 2, Quan Tuyến. Các vị trí ở hàng phòng ngự sẽ là Minh Hoàn số 22, trung vệ thòng mang số 6, đó là Mạnh Hùng. Cùng với hậu vệ trái Đức Minh số 30, ở hàng tiền vệ sẽ có hai người, đó là Duy Công số 18 cùng với Thanh Trường, cầu thủ mặc áo bít vàng. Còn bên trên hàng tấn công thì họ sẽ chơi với người cao nhất đó là số 20 Minh Vụ. Còn ở cặp đấu ngày hôm nay, bên phía K83, các thủ mặc áo trắng quần vàng họ sẽ xuất phát với thủ môn đội trưởng Thanh Hoàng. Ở hàng phòng ngự có 6 người, danh trung số 23, Minh Hiếu, cầu thủ mang số 6 chơi vị trí trung vệ thòng và hậu vệ cánh trái đó là Việt Hải số 5. Ở bên trên hàng tấn công thì sẽ có hai tiền vệ đó là Mạnh Dũng số 8, Hữu Bằng số 11. Cùng với tiền đạo mặc số 9 Đình Thành. Bằng Côi. Đây là cái tên rất quen thuộc. Ở bên trên hàng tấn công của K8 Nguyễn Huệ, chúng ta cũng đang nhắc đến Đình Thành, cầu thủ khoác áo số 9. Đây là một chân sút được đánh giá cực kỳ nguy hiểm ở trong trận đấu này đối với hàng phòng ngự của K84. Đường chuyền bằng chân trái. Minh Tuyến là một cầu thủ chơi quen thuộc ở vị trí thủ thành, cho nên khả năng phối hợp quan sát cùng với các đồng đội
của Minh Tuyến được đánh giá rất cao. Thủ môn của K84 có một lợi thế so với đồng nghiệp bên kia chuyên tuyến, đó là có khả năng sử dụng chân rất thuần thục. Đây là cơ hội lên bóng dành cho K83. Pha phản xạ xuất sắc của Minh Tuyến. Dấu ấn đầu tiên trong trận đấu này mà Minh Tuyến để lại với các cầu thủ ở trên sân. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại một cú đá cũng không phải là đơn giản ở bên phía cánh phải. Nhưng thủ thành của đội bóng K84 đã có một pha phản xạ xuất sắc. Người đã tung ra cú dứt điểm cuối cùng bên phía đội bóng áo trắng, đó là cầu thủ mang áo số 8 Mạnh Dũng, tiền vệ trung tâm. Vâng, và ngày hôm nay thì tới dự khán theo dõi trận đấu cũng có rất nhiều những cổ động viên nữ. Mặc dù năm nay thì các chị ở độ tuổi U40 rồi, nhưng chúng tôi cũng phải đánh giá rằng các chị vẫn còn rất xinh, rất tươi. Đường chuyền rất hay. Nhưng ở nhịp đầu tiên thì cầu thủ của K84 đã không thể khống chế được trái bóng. Cầu đá biên thuộc về các cầu thủ của K84. Lỗi đá biên. Đây là một pha đặt bóng mà ở tình huống bóng lăn, cầu thủ bên phía K84 đã thực hiện một đường chuyền ngay. Bóng phải ở một điểm cố định. Thanh Hoàng. Dứt điểm ngay. Vẫn còn gôi. Không vào. Pha dứt điểm cuối cùng là thuộc về cầu thủ mang áo số 20 Minh Vũ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại với pha cướp bóng rất hay. Bằng Côi là người để mất bóng, và sau đó thì Minh Vũ là người kết thúc bằng một pha đá nối. Nhưng rất tiếc là ở một tư thế cận thành và cú vung chân vội vàng đã khiến cho số 20 bỏ lỡ đi cơ hội rất ngon của mình. Cả hai bên đều đã có những phương án tiếp cận xuống khu vực cầu môn của nhau. Và những pha bóng rõ ràng đang được dành cho cả hai bên với một sự cân bằng nhất định. Minh Tuyến. Áp lực ngay lập tức được tạo ra. Và Mạnh Dũng đã giúp cho K83 có được tình huống đá biên bên phía cánh phải. Đinh Thành. Rồi, lên mic đi. Và chúng ta cũng chuẩn bị được theo dõi lại với cú dứt điểm của cầu thủ bên phía K84. Bóng đi rất sát với cột dọc khung thành của thủ môn Thanh Hoàng. Bằng Côi. Thanh Hoàng. Nguy hiểm. Thanh Hoàng cũng đã có một lựa chọn xử lý tương đối tốt, tuy nhiên cũng phải hạn chế. Mạnh Dũng đang kéo xuống tương đối sâu. Bóng còn trong chân của cầu thủ K83. Danh Trung rất hay. Đó là một nhịp qua người và một đường chuyền dọc bên phía bên phải. Đình Thành cũng đang kéo xuống và chờ đợi những cơ hội thoát lên. Sau đó có những đường chuyền cho các đồng đội. Số 9 đang có xu hướng chơi dạt về cánh phải nhiều hơn.
phút thứ 7 và tỷ số vẫn đang là 0-0. Sẽ có phát bóng dành cho thủ môn đội trưởng Thanh Hoàng. Rõ ràng Thanh Hoàng không phải là một người giỏi chơi chân, nên việc có những tình huống xử lý ở góc hẹp như vừa rồi hoàn toàn có thể gây ra các cơ hội nguy hiểm. Pha bóng vào của Minh Trường suýt chút nữa đã tạo được điểm cắt. Cầu thủ này đã di chuyển rất khôn ngoan sau đường tạt bóng vào của đồng đội. Sự chủ động cũng không giúp cho Danh Trường có thể nắn được pha đánh đầu cuối cùng của mình để tạo về bàn thắng dành cho cao thủ K84. Thêm một cơ hội rất nguy hiểm nữa mà hàng thủ của K83 lại tạo ra. Minh Trường, cú đá bóng đi vào hông lưới. Mang còi, chuyển ngay bằng chân trái, côi không vào. Danh Trung và Đinh Thành đang có những sự hoán đổi vị trí. Và người đã thoát xuống đối mặt với Minh Tuyến ở pha bóng này là Danh Trung. Nhưng rất tiếc thì tiền đạo của K83 không thắng được thủ môn của đội bóng áo xanh K84. Đường truyền với một vị trí tương đối thiếu chủ động của Mạnh Dũng. Phá đánh đầu, phá bóng, sút xa, không vào. Đá đi trúng vào vị trí của thủ môn Thanh Hoàng. Thêm một lần nữa thì Thanh Hoàng lại thoát người tốt. Nhưng việc có quá nhiều những pha xử lý qua người ở trong vòng cấm địa với các thủ môn cũng là một trong những mối nguy hiểm lớn. Những cơ hội trong khoảng chừng 10 phút đã qua của hiệp đấu đầu tiên dành cho cao thủ K84 đa phần xuất phát từ những đường truyền sai bên phía hàng thủ của đội bóng áo trắng. Thanh Hoàng lại là một đường truyền lỗi. Cơ hội dứt điểm nối, vẫn chưa có bàn thắng. Liên tục là những áp lực được tạo ra. Và chúng ta cùng theo dõi lại với một đường truyền cực kỳ thuận lợi, khoảng trống cũng có, nhưng cao thủ K84 đang liên tục bỏ lỡ đi những khoảng trống tốt của mình để có thể đem về được bàn thắng. Cơ hội lên bóng. Đó là một pha bóng mà thủ thành Minh Tuyến đã chơi rất tốt. Chúng ta đang bắt đầu thấy một bóng dáng của Manuel nơi khung gỗ của K84 ở trận này. Tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của Minh Trường. Động tác vào chân nhiều khả năng sẽ gây ra sự nguy hiểm nếu như là các trọng tài với sự nghiêm khắc. Và vào chạm này hoàn toàn có thể có khả năng rút thẻ. Và bằng còi sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt. Đá thẳng sẽ vô cùng khó để đem lại bàn thắng nếu như đứng trong khung gỗ của K84. Đó là thủ thành Minh Tuyến. Nhưng đây là tình huống phối hợp.
Thanh Hoàng đã dâng lên khá cao. Sẽ có phát bóng dành cho các cầu thủ K83. Việt Hải. Tiếp tục là Việt Hải. Thêm một tình huống thiếu thông tin giữa bộ đôi Việt Hải cùng với Mạnh Dũng. Duy Công. Bóng được chuyền về sân nhà. Cầu thủ K84 họ có một điểm tựa tinh thần, đó là thủ thành Minh Tuyến. Và không chỉ tốt ở khả năng phản xạ, mỗi khi các đồng đội gặp khó những đường chuyền về thì thủ môn này đều có thể xử lý bằng chân rất an toàn. Pha thoát người rất hay và một cú dứt điểm. Thêm một tình huống dứt điểm ngay. Thanh Hoàng vừa rồi có một pha cản phá bằng chân. Mạnh Dũng. Đình Thanh vẫn tương đối chần chừ cho quyết định băng vào. Rõ ràng đó cũng là một pha bóng mà các cầu thủ của K83 không có nhiều ở phía trên để hỗ trợ cho nhau. Cú dứt điểm vẫn quá đơn giản với Minh Tuyến. Phát động tấn công ngay. Không qua ở phía trên cả. Pha để bóng vẫn quá dài của Hữu Bằng, số 11 bên phía K83. Phút 15 của hiệp thi đấu đầu tiên. Những cơ hội mà K84 tạo ra là rất nhiều. Họ có được những pha thoát xuống và tạo áp lực. Sau đó cướp bóng trong chân của những cầu thủ K83 ngay ở phần sân đối phương. Và cũng có nhiều những cơ hội tiếp cận xuống vòng 5m50 nhưng chưa tạo được bàn thắng. Vàng. Minh Tuyến. Đường xử lý như vậy của Minh Trường là khá dễ đoán. Tắt mic của em ơi. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến ở trên sân. Phát bóng của Minh Tuyến. Khống chế có phần chưa thực sự chủ động của Hữu Công. Cơ hội. Cú đá ngay nhưng không vượt qua được sự áp sát. Tốc độ băng vào và pressing ở tuyến dưới của cầu thủ K84 Nguyễn Huệ vẫn là tương đối ổn định. Minh Tuyến đang chơi cực kỳ tròn vai ở hàng thủ của K84 trong trận này.
Thanh Hoàng, Mạnh Dũng, Bang Coi. Rất hợp lý. Mạnh Dũng. Đó không phải là một tình huống tác động đủ lớn, nhưng tuy nhiên thì trọng tài ở pha bóng này lại xác định có một quả đá phạt chăng. Rõ ràng là ở pha bóng trước đó thì Hữu Công với tác động là không đủ nhiều để có thể cấu thành một pha đá phạt dành cho các thủ K83. Có lẽ các trọng tài cũng có những quyết định của mình. Và đây sẽ là một điểm đá phạt phù hợp rất nhiều với những tình huống Kim Quốc. Đá ngay của Mạnh Dũng. Minh Tuyến. Tiền vẫn chơi rất hay. Thanh Hoàng rất nguy hiểm. Những sự lơ đễnh nơi hàng thủ của K83 hoàn toàn có thể phải trả giá bằng những bàn thua. Mạnh Dũng. Một điểm lợi thế ở trong trận này khi ta cám tư. Họ đang là đội có những tình huống xử lý với tốc độ cao hơn. Tốc độ của Bang Coi. Ngay lập tức là một pha phá bóng mạnh. Cơ hội lên bóng phản công cho K84. Pha xử lý vẫn chưa phải là quá tốt tới từ Mạnh Hùng. Sẽ có sự thay đổi người. Ở phía dưới của K83, họ đang có nhiều cầu thủ phần sân nhà. Một đường truyền dài lên thì rất khó để có nhiều những vệ tinh tiếp cận được. Minh Tuyến, Mạnh Hùng. Dứt điểm ngay, cú đá vẫn rất đơn giản với thủ môn Thanh Hoàng. Hàng thủ của K83 đang chờ một cách mơ ngủ. Rõ ràng đây là một tình huống phát bóng của Thanh Hoàng dành cho những cầu thủ ở phía trên. Nhưng cả hậu vệ lẫn trung vệ đều không muốn là người nhận bóng.
Nguy hiểm. Cơ hội vẫn không vào. Nguy hiểm, không vào, vẫn còn. Hai cú ra chân liên tiếp nhưng vẫn chưa có bàn thắng dành cho K84. Chúng ta cùng theo dõi lại với tình huống dẫn đến cơ hội dứt điểm. Ở nhịp đầu tiên thì không thắng được thủ môn Thanh Hoàng, nhưng cú đá sau thì lại có phần hơi tệ một chút. Mạnh Hùng. Dứt điểm. Có lẽ đây là một phương án ra chân ở khu vực sân nhà của số 18 Hữu Công. Sẽ có phát bóng lên dành cho thủ môn Thanh Hoàng. Đường bàn tương đối mượt của các cầu thủ K83. Cơ hội đối mặt, dứt điểm, không vào. Vẫn chưa có bàn dành cho cầu thủ K83. Rất đáng tiếc với vị trí của Mạnh Dũng. Và chúng ta cùng theo dõi lại một pha phối hợp như xé toạc hàng phòng ngự của cầu thủ K84. Người đã tung ra cú đá cuối cùng đó là Mạnh Dũng. Nhưng cánh tay của Minh Tuyến vẫn là một điều gì đấy đặt một áp lực tâm lý rất lớn với các cầu thủ K83. Thủ môn của đội bóng áo xanh đã chơi một cách cực kỳ tập trung kể từ đầu trận. Cú đá tưởng chừng như sẽ giúp cho K84 vươn lên dẫn trước ở cặp đấu ngày hôm nay với bàn thắng mở tỷ số. Mạnh Dũng. Rất hợp lý. Trong những phút đầu tiên thì chúng tôi đánh giá khả năng chơi chân của Minh Tuyến có phần vượt xa so với Thanh Hoàng. Nhưng điều này thì đang bắt đầu thu hẹp lại. Thanh Hoàng cũng tự tin dâng cao, thoát khỏi vòng 5m50 và có các pha phối hợp tương đối ăn ý với đồng đội để hỗ trợ cho hàng thủ của đội bóng áo trắng vàng. Mạnh Dũng. Tiếp tục là đá biên dành cho K83. Có một tình huống va chạm, tuy nhiên đây là một tác động tới từ tình huống đối đầu thể lực của cầu thủ hai bên. Pha phá bóng là của Mạnh Hùng.
đã bắt đầu có những nhịp phối hợp tốt hơn với hàng thủ của K83. Họ đã chơi ăn ý hơn và cũng không mở ra nhiều những khoảng trống dành cho cầu thủ K84. Tác động từ phía sau của Duy Công. Việt Hải là người đem về tình huống đá phạt. Đây là một góc đá trực diện về phía khu vực cầu môn của Minh Tuyến. Nhưng thử thách dành cho những cầu thủ K83 vẫn là rất lớn. Minh Tuyến rất mạnh về khả năng phản xạ. Ngay từ đầu trận thì K83 vẫn chưa có một tình huống dứt điểm nào tốt trên trận cố định. Thế chúng ta cũng chưa đánh giá cao vị trí của Minh Tuyến trong những pha đá phạt. Ba còi, bóng không qua hàng rào. Cú quăng chân cũng có phần hơi vội vàng. Mạnh Dũng vẫn có cơ hội qua người nhưng vẫn chưa có bàn. Chúng ta có thể coi trong hiệp 1 là một thế trận đôi công của cả hai bên. Và xin được chào các khán giả đang theo dõi trên fanpage của Media Hà Tây để đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong trận đấu được coi là cặp đấu tất niên trong năm nay của những cựu học sinh với khóa K83 và K84 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Xin chào các khán giả, chào chị Nguyễn Thanh Thúy, chào anh Hoàng Trịnh. Trận này thì mọi người nhận định thế nào về kết quả của trận đấu thì comment xuống dưới cho bình luận viên được biết. Xin chào chị Ngô Yêu Châu. K84 thắng. Phần nào thì bình luận viên cũng có nhận định giống với chị Yêu Châu. Nhưng rõ ràng là K83 cũng hoàn toàn có thể giành được cho mình với một niềm vui kết quả tốt ở trận này. Đội hình của cả hai bên có sự đồng đều. Trong hiệp 1 thì K84 đã phù hợp với nhau tốt hơn. Sẽ có đá phạt dành cho cao thủ K83. Mạnh Dũng pha phá bóng rất mạnh của Duy Công. Không kịp để có thể cứu lại một tình huống tấn công dành cho K84. Trận đấu này thì cũng đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Media Hà Tây, công ty tổ chức sự kiện quay phim, chụp ảnh, livestream, truyền dẫn phát sóng và sản xuất TVC cũng như MV. Nếu như quý vị và các bạn chúng ta có những nhu cầu về việc tổ chức sự kiện quay phim, chụp ảnh và phát sóng với các kiện thì chúng ta cũng có thể liên hệ qua fanpage cũng như
gọi điện theo số điện thoại hotline đang được để lại ở trên fanpage của chúng tôi. Mạnh Dũng vẫn tiếp tục là các tình huống cầm bóng của đội K83. Mạnh Dũng thì dưới có bằng còi rất hợp lý, đường truyền ngang vẫn có cơ hội dứt điểm, nhưng hàng thủ của K84 lúc này vẫn đang chơi rất tốt và họ có cơ hội phản công. Sút ngay vào. Ở một thời điểm không tưởng và một khoảng cách rất khó để chúng ta nghĩ về bàn thắng thì nó lại xuất hiện. Và 1-0 dành cho K84. Chúng ta sẽ chuẩn bị được theo dõi lại với cơ hội này. Pha ra chân của Minh Trường, bóng cuộn đúng một nhịp và đi vào góc xa khung thành. Những nhận định của các khán giả trên fanpage của Medan Hà Tây là rất chính xác, khi cơ hội ở trận này để giành chiến thắng cho K84 là cao hơn. Và họ cũng đang cụ thể hóa những cơ hội của mình bằng việc có bàn thắng vừa lên giữa trước. Xin chào chị Nguyễn Âu Châu và chào chị Khối Dung. Và như vậy thì hiệp đấu đầu tiên cũng đã khép lại với lợi thế 1-1 dành cho K84. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta hãy nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai.
game đấy, đang mở 12 game đấy. Đang mở thêm, mở thêm. Đây đang 21 game đấy. Quân tiền đạo nhá. Nhưng mình gọi em. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trong cuộc đối đầu với cặp đấu nội bộ của các cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ K83 và K84. Khép lại hiệp 1 thì tỷ số đang tạm thời là 1-0 dành cho K84 với pha lập công của Minh Trường vào những phút cuối. Và hiệp 2 của trận đấu sẽ được bắt đầu với quyền giao bóng dành cho đội K83. Những người sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo nhìn từ màn ảnh của quý vị khán giả. Còn K84 trong hiệp 2 sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Cả hai bên đã có rất nhiều những sự thay đổi. Tình huống này sẽ được thực hiện lại bởi rõ ràng là trái bóng cũng bị ảnh hưởng bởi khu vực kế giáo của truyền thông. Đường biên của sân bóng Văn La có phần hơi hẹp một chút, nên những ảnh hưởng này sẽ là điều dĩ nhiên. Và xin chào các khán giả cũng đang theo dõi trên fanpage của Media Hà Tây. Cặp đấu ngày hôm nay thì được phát trực tiếp trên fanpage của chúng tôi, công ty truyền thông chuyên tổ chức sự kiện, quay phim, chụp ảnh, livestream, truyền dẫn phát sóng và sản xuất TVC cũng như MV. Quý vị và các bạn khán giả, chúng ta có nhu cầu, chúng ta có thể liên hệ vào khu vực fanpage của chúng tôi, cũng như có thể liên hệ qua hotline đang được để lại trên ảnh bìa của fanpage. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì K83 cũng có rất nhiều những cơ hội để có thể đem lại được bàn thắng. Nhưng tuy nhiên thì Minh Tuyến là người đã chơi tốt, cứu những bàn thua trông thấy cho K84. Và các quý vị khán giả đang theo dõi cũng có nhiều nhận định ở trận này sẽ có các cơ hội để giành thắng cho K84. Nhưng chúng ta cũng phải chờ đợi một khoảng thời gian của hiệp thi đấu thứ hai là rất dài. Cơ hội không vào! Phản xạ và tài năng của Minh Tuyến. Đình Thanh là người đã có cơ hội cuối cùng, và chúng ta cùng theo dõi lại với việc mà Đình Thanh đã thoát được hai hậu vệ của đội bóng áo xanh. Sau đó tiếp mặt và có thể tạo cơ hội khi đối đầu với thủ thành Minh Tuyến. Nhưng đôi cánh tay của thủ môn này đã kịp thời vùng ra để ôm trọn được trái bóng vào lòng. Đây là những kỹ năng được xử lý tương đối cơ bản. Đường chuyền vào. Khoảng cách một bàn vẫn chưa nói lên được quá nhiều điều và lợi thế trong trận này cho K84. Nhưng tuy nhiên việc họ tiếp tục duy trì một hệ thống chắc chắn và có thể tận dụng tốt những cơ hội mà mình có, xây dựng một đội bóng trên nền tảng phòng ngự phản công ở trong hiệp 2 này thì hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trong cuộc đấu ngày hôm nay.
cơ hội. Một lần nữa thì các hậu vệ của K84 lại là người chiến thắng. Chúng ta cùng theo dõi lại với pha phối hợp tấn công này. Khoảng trống của hàng thủ bên phía K84 tưởng chừng nhưng sẽ tạo điều kiện và cơ hội cho Đinh Thành dứt điểm. Lại là một pha đánh đầu nữa. Và bóng đi vọt sang ngang khung thành của K84. Hồng Quân. Bóng đã đi hết ở biên ngang sau sự cố gắng của cầu thủ áo xanh. Đó là nỗ lực của số 18 Hữu Công. Sẽ có phát bóng dành cho thủ thành của đội K83. Hiệp 2 thì các cầu thủ K83 đã có sự thay đổi trước vùng cầu môn khi Thanh Hoàng không còn là người đứng trong khung gỗ mà thay vào đó được đẩy lên chơi ở vị trí hậu vệ trái. Về mặt thể hình thì K83 là những người đang lấn lướt hơn. Chuyền lên Đinh Thành. Nhưng ở nhịp xử lý của Đinh Thành thì vẫn chưa vượt qua được sự áp sát của Mạnh Hùng. Ngày hôm nay thì trung vệ mang áo số 6 của K84 gần như là bịt được rất nhiều những ngòi nổ của đội bóng K83, đặc biệt là Đinh Thành. Cái tên đã được chúng tôi nhận định và đánh giá rất cao trước khi trận đấu này diễn ra. Và một lần nữa thì cũng xin được chào các khán giả đang theo dõi trên fanpage của Mê Đa Hà Tây. Chào chị Xuyến Giang và chào anh Thanh Tùng. Một lần nữa thì Mạnh Hùng lại là người chiến thắng khi các cầu thủ K83 có cơ hội để băng lên dứt điểm. Thanh Hoàng rất khéo. Tiếp tục là Thanh Hoàng. Đã có lỗi. Chúng ta cũng nghe thấy một tác động rất lớn sau pha va chạm của Văn Nam với cầu thủ bên phía K83. Đây là tình huống dẫn tới pha va chạm, tác động bằng đùi. Và sẽ có một quả đá phạt thuộc về các cầu thủ của đội K83. Thanh Hoàng đang là người đứng trước tình huống đá phạt. Đây là một cơ hội tốt khi có một góc sút trực diện dành cho K83 để đem về bàn thắng quân Bình tỷ số 1-1. Và Minh Tuyến đã căn chỉnh hàng rào của mình rất kỹ. Những cầu thủ chơi phía trên tiếp tục làm được nhiệm vụ phòng ngự thành công. Và một bóng nguy hiểm của Thanh Hoàng và có cơ hội dành cho cầu thủ áo xanh. Nhưng những bước phối hợp vẫn chưa phải là quá tốt. Mạnh Dũng. Đinh Thành. Mới nhập.
truyền lại có phần hơi khó cho các đồng đội ở phía trên. Khi đường truyền vào thì lại có phần lợi thế hơn cho những trung vệ để sẵn sàng áp sát bên phía K83. Đây là Mạnh Dũng. Pha xoay trụ cực khéo. Tiếp tục là Mạnh Dũng. Có cơ hội để dứt điểm. Pha giật gót về tuyến 2. Và cơ hội phản công. Tình huống xử lý chính xác của trung vệ bên phía K83. Nếu không đó sẽ là một cơ hội rất tốt với K84. Một điểm lợi thế khi họ đang có 3 người. Mà chúng ta sẽ quen gọi hơn, đó là cơ hội tấn công 3-1. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được chào các khán giả đang theo dõi trên fanpage của Media Hà Tây. Hai đội lúc này cũng đang có nhiều những sự thay đổi người. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về K84. Nhưng thế trận trong hiệp 2 thì lại đang có phần tốt hơn đôi chút cho K83 khi họ đã có những cơ hội để gây khó khăn dành cho thủ thành Minh Tuyến. Và mọi người có nhận định như thế nào thì tiếp tục comment xuống phía dưới để bình luận viên được biết ạ. Đây mới là một khoảng thời điểm được đánh giá là kịch tính và hấp dẫn của trận đấu. Nên các khán giả chúng ta hãy thực hiện nút chia sẻ để trận đấu có thể tới với nhiều những người bạn đang rất cần đường link để xem trực tiếp. Cơ hội rất hay, đưa bóng vào. Một lần nữa thì hàng thủ của K84 lại chơi cực kỳ lan xả. Một ngày mà những cầu thủ chơi ở tuyến hậu vệ của K84 họ đang có những bước xử lý cực kỳ đẳng cấp. Mà chúng ta cứ phải ngỡ rằng đây là những cầu thủ đang chơi chuyên nghiệp. Mạnh Dũng. Chắc hơn đó là pha xử lý của Mạnh Dũng. Tốc độ của Hồng Quân. Ở góc này thì rất khó để gây ra được nguy hiểm với khung thành của K83. Hồng Quân có lựa chọn dứt điểm bằng chân không thuận. Lại là một pha cắt bóng nguy hiểm. Bóng chạm tay của Thanh Hoàng và sẽ có đá phạt dành cho K84. Dứt điểm. Đây là một góc vẫn tương đối khó để chúng ta quan sát được trái bóng đã đi vào phần nào của khung thành. Bóng xuyên qua hàng rào với một kẽ hở thực sự đáng trách của các cầu thủ bên phía K83. Nhưng rất may là phản xạ của thủ thành bên phía đội bóng này đã kịp thời tung ra để đẩy trái bóng đi hết đường biên ngang. Cơ hội phản công, đây là Mạnh Dũng. Tốc độ. Thủ thành Minh Tuyến tiếp tục băng ra sớm và có một pha hỗ trợ. Bóng vẫn trong chân của thủ môn bên phía K84. Nhưng rõ ràng là các trọng tài cũng đã có một quyết định chưa thực sự chính xác ở trong pha bóng này. Bởi trái bóng chưa đi hết đường biên dọc. Bóng chưa ra ngoài biên ở trong tình huống này. Cú đá khá căng.
nhưng cũng không khó khăn với thủ thành Minh Tuyến. Đường chuyền hay, nhưng đây vẫn chưa phải là một pha hiểu ý của các cầu thủ bên phía K84. Hoài Nam là người đã có đường chuyền cuối cùng. Thanh Hoàng, phút 50 của trận đấu này. Một lần nữa thì Minh Tuyến lại chơi rất tuyệt vời khi có một pha băng ra sớm và nhón cho bóng rất nhanh. Vâng, xin chào chị Nguyễn Thúy Hoàng, chào anh Nguyễn Thanh Tùng, chào anh Đức Cường. Rất tốt. Mạnh Dũng ngày hôm nay đang cầm tuyến giữa của các thủ K83. Ôi, không vào. Một lần nữa thì khả năng đọc bài của Minh Tuyến cũng được thể hiện trong pha bóng này. Cắt xuống cột 2 rồi. Gần như mở được khung thành trống vào một góc rất thoải mái. Nếu như tình huống vung chân vào góc gần, hoàn toàn có cơ hội để đem về bàn thắng quân mình tỷ số 1-1. Nhưng bằng một khả năng phán đoán tốt thì Minh Tuyến tiếp tục ngăn chặn cơ hội của cầu thủ bên phía K83. Và bắt bóng rất gọn gàng của thủ môn bên phía K84. Đã có cơ hội cho Minh Vụ. Đánh đầu ngược. Pha không chiến đang gây ra nhiều những cơ hội nguy hiểm trong trận này. Quay trở lại với những diễn biến ở trên sân. Lại là một đường chuyền lỗi. Mạnh Dũng là người đã thu hồi bóng dành cho các cầu thủ K83 và đang mở ra một cơ hội phản công. Đường chuyền vẫn không vượt qua được Mạnh Hùng. Đinh Thành vẫn không vượt qua được trung vệ của các cầu thủ K84. Ở trận này thì nhận định với hai đội, người chơi tốt bên phía K83 là cầu thủ đang cầm trịch tuyến giữa, số 8 Mạnh Dũng. Còn với các cầu thủ K84 trận này thì rất nhiều những pha cản phá của trung vệ Mạnh Hùng đang giúp cho mảnh lưới của đội bóng áo xanh chưa phải rung lên. Mạnh Hùng cũng đang phối hợp cách ăn ý với thủ môn Minh Tuyến ở hàng thủ để tạo thành một bức tường vững chắc. Cú đá ngay. Mạnh Hùng. Bảo Bình. Đó là một động tác qua người. Nhưng vẫn chưa vượt qua được các cầu thủ K84. Và vẫn còn bóng. Rất đông những chiếc bóng áo xanh đã dạt sang cánh trái, nơi hướng tấn công lên của các cầu thủ K83. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không kịp. Đang có rất nhiều những bước xử lý thiếu đi sự an toàn nơi hàng thủ của K83 và họ tiếp tục phải đối mặt với một tình huống đá phạt. Cú đá không vượt qua hàng rào. Thanh Hoàng, đó là một đường truyền không tới chân của các đồng đội. Và xử lý hú hồn nơi hàng thủ của các cầu thủ K84 từ vị trí của Minh Tuyến. Đinh Thành, Bảo Minh, lại là một pha phá bóng chính xác. Các khán giả đang theo dõi trên fanpage của Media Hà Tây. Trận này sẽ còn khoảng chừng 10 phút chính thức nữa. Và quý vị khán giả, chúng ta có những nhận định nào với các diễn biến và kết quả của cặp đấu ngày hôm nay thì cùng comment xuống phía dưới cho bình luận viên được biết. Sút này đá quá nhẹ. Tình huống kết thúc cuối cùng là không có gì nguy hiểm. Đó là pha đánh đầu cuối cùng của Đinh Thành. Tình huống cắt bóng của Hữu Công. Vẫn quá đơn giản với thủ thành Minh Tuyến. Những động tác của thủ môn bên phía K84 cho thấy một sự chắc chắn, bài bản và giống phong cách của một thủ thành chơi chuyên nghiệp. Cơ hội Bảo Bình. Và thắt người rất khéo. Minh Tuyến vẫn chơi hay. Một pha phản xạ tuyệt vời. Pha đổi người đâm bóng chính xác. Thủ môn đội xanh chơi hay nhỉ.
Bắt hay thế. Này thì bao giờ sút mới vào. Rồi, không vào. Với một tình huống phối hợp thay như thế này rồi, gần như là chuẩn bài của sân 7 mà vẫn không có bàn nữa. Phải nói ngày hôm nay thì Minh Tuyến đang chơi đánh giá là 10 điểm thì vẫn là chưa đủ. Hữu Công hôm qua thoát xuống phía dưới. Một lần nữa thì Minh Tuyến lại chơi rất hay. Sút xa! Pha bay người quá đẹp của Minh Tuyến. Đẳng cấp. Thực sự năm nay ở độ tuổi U40 nhưng Minh Tuyến vẫn chơi rất hay. Chúng tôi không nghĩ được nhiều lời khen để dành cho Minh Tuyến bởi vì cầu thủ này chơi ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Một phong độ và những thủ môn trẻ vẫn đang ao ước có được. Rất gọn gàng. Vẫn có cơ hội. Dũng Neko. Đinh Thành. Cá ngang. Đây mới là điểm nhấn của cuộc đấu này. Và tỷ số là 1-1 vào những phút cuối trận. Kịch bản tương đối giống với việc mà cao thủ của K84 có bàn thắng vừa lại dẫn trước. Những phút cuối của trận đấu thì K83 có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Đinh Thành là người thực hiện quả căng ngang và một cú cắt gót. Đó là Bảo Bình. Cả hai cầu thủ này đã có một tình huống ăn mừng là
rất hợp ý với nhau. Một cái gật đầu thôi, Đinh Thành đã có một đường truyền vào cực kỳ khôn ngoan để đồng đội được đặt vào một vị trí quá tốt. Ở tình huống đó có đỡ bóng lại và dứt điểm thì cũng khó có cơ hội để phản xạ thành công cho Minh Tuyến. Nhưng với cú cắt gót thì nó làm chôn chân thủ thành của K84. Thực sự đây là một cuộc đối đầu rất hấp dẫn. Chất lượng chuyên môn của cặp đấu này là rất cao tới từ cả hai đội. Đừng nhìn độ tuổi U40 của cầu thủ mà chúng ta đánh giá thấp khả năng chơi bóng của họ, thể lực vẫn quá tốt. Cuối cùng thì những nỗ lực tấn công trong trận này cũng đã giúp cho cầu thủ K83 có bàn thắng. Pha đá bóng có phần hơi dài của Mạnh Dũng. Đã có pha phạm lỗi. Và như vậy thì trọng tài cũng đã đưa ra ký hiệu trận đấu này sẽ có 3 phút bù giờ. Có đá phạt dành cho các cầu thủ K84. Tỷ số lúc này đang là 1-1. Bóng không qua được hàng rào. Và chúng tôi vẫn muốn được nghe thêm những nhận định của các khán giả dưới phần bình luận của trận đấu trực tiếp giữa K83 và K84. Và được bóng lên của Mạnh Hùng. Có cơ hội. Tuyến 2 chân trái không vào. Phản công Mạnh Dũng. Thanh Hoàng. Tiếp tục là Thanh Hoàng. Đã có lỗi. Cú đá thẳng không vượt qua được đôi tay của Minh Tuyến.
Rất hay Đinh Thành, nhưng rất tiếc là tình huống khống chế của Đinh Thành lại trúng vào phần má ngoài và nó lại nảy ra so với một vị trí mà cầu thủ này muốn kiểm soát tốt hơn. Đây là cơ hội để lên bóng phản công dành cho K84. Đường chuyền dài là không thành công. Đường chuyền rất hay. Thanh Hoàng. Cầu thủ thứ 71. Có thể đây sẽ là một trong những pha bóng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Lỗi rồi. Đường chuyền lỗi rồi. Và như vậy thì cuộc đối đầu cũng đã chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1-1. K83 Nguyễn Huệ đã có tỷ số hòa và tỷ số là 1 đều trước cầu thủ K84 Nguyễn Huệ. Một trận đấu cống hiến của cầu thủ hai đội với một chất lượng chuyên môn rất cao. Và xin cảm ơn sự quan tâm cũng như theo dõi của các quý vị khán giả trên fanpage của Medan Hà Tây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.